để nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên phạm vi toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa, chỉ đạo các tổ chức cá nhân có liên quan công khai minh bạch việc thu chi và cung cấp thông tin kịp thời khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, huy động sự vào cuộc đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, bảo đảm tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội được sử dụng chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi, phục vụ lợi ích cá nhân.